Bây giờ là phần dự báo thời tiết. Lúc này ở Cần Thơ đã khá nóng rồi. Vào chiều nay thời tiết Cần Thơ và các nơi khác ở Nam Bộ sẽ như thế nào chị Hồng Quyên? Xin chào anh Gia Hiếu và quý vị khán giả. Lúc này thì Cần Thơ đã nắng mạnh và khá nóng, nhưng mà chưa phải lúc nóng nhất đâu. Dự báo chiều ngày hôm nay vào khoảng 14 cho tới 15 giờ là lúc mà nhiệt độ Cần Thơ lên cao nhất, khoảng 34 độ. Cảm giác sẽ nóng rõ nếu mà phải di chuyển lâu ở ngoài trời. Không chỉ có Cần Thơ mà nhiều nơi khác của Tây Nam Bộ trong chiều ngày hôm nay thì cũng nắng nhiều và nóng với mức nhiệt 34 độ như là Châu Đốc, Vĩnh Long hay là Trà Vinh. Còn ở khu vực miền Đông Nam Bộ thì sẽ nóng hơn với mức nhiệt 35 độ, có thể xuất hiện tại Tây Ninh, Thủ Dầu Một, Tà Lài, Biên Hòa hay là thành phố Hồ Chí Minh. Những ngày mà nắng mạnh như thế này, ô tô nếu mà để lâu ở ngoài trời sẽ rất nóng. Cách để chúng ta có thể làm mát hiệu quả, đầu tiên là hạ hết cửa sổ của xe ô tô, mở hết tất cả những cửa sổ trời nếu có. Sau đó thì hãy bật điều hòa, nhưng mà để chế độ là lấy gió ngoài để cho không khí trong lành có thể đi từ bên ngoài vào bên trong chiếc xe ô tô của chúng ta. Đồng thời đóng hết tất cả những cửa kính, cho xe chạy thêm khoảng vài phút. Và lúc này hãy bật lấy gió trong. Như vậy thì chiếc xe sẽ thực sự mát nhanh, thay vì là chỉ lên xe và bật điều hòa trực tiếp. Xin được chuyển sang thông tin thời tiết dành cho thành phố Phú Quốc. Vào chiều ngày hôm nay thì trời cũng nắng nhưng mà không quá nóng, do có gió biển thổi đều giúp cho thành phố biển này có phần thoáng đãng hơn. Nhiệt độ trong ngày không vượt quá ngưỡng 32 độ. Chiều tối khả năng có thể xuất hiện mưa ở một vài nơi nhưng rồi thì cũng sẽ dứt nhanh. Khắp các vùng biển từ Bà Rịa Vũng Tàu đến Cà Mau và Cà Mau Kiên Giang chiều nay thì thời tiết ổn định, mưa có chăng cũng chỉ xuất hiện ở một vài nơi, đa phần là trạng thái nắng ráo, gió khoảng cấp 5 và tầm nhìn xa thoáng trên 10 km.